Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ kể các bạn nghe một cái câu chuyện. Có rất nhiều người thì đặt ra tôi những cái câu hỏi là gặp những cái khó khăn về mặt tài chính thì bây giờ vượt qua nó như thế nào, đúng không? Thì tôi xin kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện. Có một cái chị mà cách đây khoảng 3 năm trước tôi có gặp học PDJ, và chị đã vay nặng lãi 2,2 tỷ. Thì sau đó thì chị đã vượt được qua nó, và chị đã chịu đựng suốt 2 năm, và khi gặp PDJ thì chị đã giải phóng được ra khỏi cái cục nợ đấy. Thì tôi sẽ xin kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện mà chị đã vượt qua nó như thế nào. Vay nặng lãi 2,2 tỷ, chịu đựng 2 năm và sau đó đã vượt qua nó như thế nào. Ok, thì tôi xin phép không nói tên chị này. Thì chị đã đến gặp tôi và có một cái hôm như thế này. Thì đôi khi mình có một cái vấn đề mà mình phát tín hiệu này ra vũ trụ, biết đâu vũ trụ lại gửi cho mình những cái công cụ, những cái nguồn lực để giải quyết nó. Đó. Nên là khi mình gặp một vấn đề, mình hãy nói ra. Trên thế giới này, dù vấn đề của bạn có lớn đến đâu đi chăng nữa, thì trên thế giới này sẽ có những người có thể giải quyết cho, giúp cho các bạn được. Tôi kể các bạn nghe một câu chuyện. Có một cái chị này, thì cái đợt đấy là tôi mới khi mà điền khảo sát các cái vấn đề của doanh nghiệp ấy, thì sau đó thì tôi lấy cái bản khảo sát để tôi xem. Thế cái hôm đấy tôi mới bảo cái bạn trợ lý khu vực phía Nam của tôi đấy, ở Sài Gòn, là tìm ra xong rồi trong cái bản khảo sát ở trong lớp học của học viên ấy, nói về vấn đề doanh nghiệp mình đang gặp phải, bản thân doanh CEO đang đối diện, thì tìm ra những người gặp vấn đề lớn nhất ấy, thì để anh gặp gỡ họ, tìm hiểu và sau đó thì xem có giúp được gì không. Coaching thì mình cũng mong muốn là thứ nhất là gặp các doanh nhân để mình hiểu hơn về vấn đề của các doanh nhân, mình muốn phỏng vấn cái vấn đề. Thứ hai nữa là tôi cũng mong muốn là mình cũng tạo phúc thông qua một tháng mà mình giúp gặp được vài người như thế, thì vừa giúp mình hiểu biết hơn về cái vấn đề của doanh nghiệp đang gặp phải, để từ đó định hướng ra những cái sản phẩm giải pháp để hỗ trợ, đồng thời lại có thể là tạo phúc được nữa, giúp đỡ được những người khác, biết đâu họ lại có một cái hướng đi mới để tư vấn cố vấn cho họ. Thế thì khi mà tôi bắt đầu tôi gặp mỗi người khoảng một tiếng, thì đợt đấy tôi ở cái khách sạn ở cạnh cái nhà hát thành phố ấy, thì nó có một khách sạn rất là đẹp, nhìn cái chỗ mà sảnh ấy, ngồi cà phê các thứ rất là đẹp. Thế thì tôi ngồi trong đấy, thì trước đó một hai người xong rồi thì bắt đầu có một cái chị này, chị xuất hiện. Thì đầu tiên tôi vừa mới coaching xong một người xong, thì chào chị xong thì bắt đầu tôi ngồi xuống, tôi nhâm nhi ly cà phê cappuccino. Đấy, khi nhâm nhi ly cà phê cappuccino thì một lát thì bạn trợ lý của tôi nói là sếp ơi, có một chị đang đến hẹn, chị đang đến rồi. Thì bắt đầu tôi mới nhìn ra cái phía cửa, tôi ngồi ở cái chỗ quán cà phê, tôi nhìn ra phía cửa thì có một chị với cái ánh nắng, ánh sáng nó chiếu vào, có một chị dần dần xuất hiện, hiện ra. Và cái cảnh tượng đầu tiên ấy, là tôi nhìn chị, người chị gầy khô như một con cá mập, nhìn người xanh như sao, người rất là nhỏ bé, thân mảnh khảnh. Tôi chị đi được về cách tôi khoảng 3 đến 5 mét, tôi vội đứng lên, tôi nói hết xin chào chị, bắt tay chị, mời chị ngồi xuống đây. Tôi kéo ghế ra mời chị ngồi xuống. Tôi với chị ngồi cách nhau chừng khoảng 5-60 cm. Lúc này tôi mới hỏi chị, chị tên là gì, vân vân. Thì mới đầu chị ngồi xuống thì nhìn chị, người chị xanh xao, tái nhợt, không còn một chút năng lượng nào nữa. Tôi chị ngồi với một cái tư thế là kiểu như thế này, rất là khép kín và rất là tự ti. Tôi mới muốn mở lòng chị ấy ra. Và tôi nói với chị là như thế này: tôi đã đọc cái khảo sát của chị rồi, chị viết cái lời tâm sự ở đây, thì chị cứ chia sẻ, cứ chia sẻ thoải mái, cởi mở ra. Và tôi nói với chị là như thế này: có 3 cái đối tượng mà chị phải tâm sự rất là chân thành và trung thực, rất là cởi mở, thì người đó mới có thể giúp được chị. Một là bác sĩ, 2 là chuyên gia tư vấn doanh nghiệp, và 3 là luật sư. Nếu chị nói sai thì họ sẽ nhận định sai, và họ sẽ đưa cho chị cái phác đồ hay là cái hướng đi không có chuẩn, cái giải pháp nó không có phù hợp. Thế nên là chị phải tâm sự rất là cởi mở. Và tôi nói với chị là tôi đã đọc cái bản khảo sát của chị rồi, chị ấy chia sẻ. Thế tại sao lại vay nặng lãi 2,2 tỷ? Thế thì bắt đầu lúc chị mới tâm sự, chị bảo là như này: tôi bị lỡ vay nặng lãi 2,2 tỷ và
thầy ơi, tôi phải chịu đựng cái cảnh này hơn 2 năm nay rồi. Cái đợt đó thì bây giờ công ty của tôi thì nó cứ cầm chừng và tôi cứ lúc nào cũng bị áp lực trong cái khoản nợ này, giống như kiểu lúc nào nó có thể đổ sập xuống đầu tôi bất kỳ lúc nào, tôi có thể phá sản bất kỳ lúc nào vậy. Trong nó cứ trong trạng thái bất an 2 năm nay rồi. Và chị nói như này, trước đây ấy, là do cái đợt đấy là chẳng may tiền hàng không về kịp, đối tác trả chậm, thế là chị cần tiền trả lương, cần trả nhà cung cấp, trả tiền thuê vân vân, thì chị mới đi lỡ đi vay 2.2 tỷ, thì chị cứ nghĩ là chỉ 1-2 tuần sau thì tiền nó về thôi, nhưng mà không ngờ thì ở cái bên kia tiền nó bị tắc lại. Và từ 2.2 tỷ đấy, trời ơi, chị có áp lực, từ đấy trở đi nó gặp vấn đề. Cứ 2.2 tỷ rồi 2.000, 3.000 một triệu một ngày. Mà nhìn mình biết rồi, cái lãi suất kép, chị nói là cái lãi suất kép nó lên, cứ tháng nào cũng phải trả tiền, tiền lãi mấy trăm triệu. Mà nếu mà không kịp trả thì bắt đầu là lãi nó cộng một gốc và nó lại double lên. Và nhà mình biết là cái nguyên tắc của lãi suất kép rồi. Nhà mình đã nghe câu chuyện là nhà vua thách đấu với Trạng mà sau này là không có đủ gạo để trả cho Trạng, đúng không? Cái lãi suất kép ở mỗi nước cờ đi đấy. Cái lãi suất kép nó khủng khiếp, cứ lãi mạng mẹ đẻ lãi con, lãi mẹ đẻ lãi con, dồn lên. Thế chị bảo nói là có những cái tháng thầy ơi, nhiều lúc em thực sự là cuộc sống rất là bất an, có những cái lúc mà em không kịp trả nợ ấy, là người ta cử cả xã hội đen đến nhà em, nó ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của em, và lúc nào tâm em cũng động, em cũng lo lắng. Nhiều lúc em thấy cuộc sống nó bí bách và em chịu đựng hơn hai năm nay rồi, em không dám nói với ai. Thầy là người lần đầu tiên em mới chịu dám gọi là thổ lộ chia sẻ. Tôi bảo với chị chia sẻ như thế rất là tốt. Chị còn kể rất nhiều cái hậu quả khi mà bị vay nặng lãi. Tôi nghĩ rằng nếu ai đã từng bị nợ thì các bạn sẽ thấu hiểu cái cảm giác cô đơn, cái sự bất an của chị, cái cuộc sống khó khăn của chị lúc đó. Tôi rất là thương chị ấy, đồng cảm với chị ấy. Bởi vì trước đây tôi cũng đã được từng làm doanh nghiệp không bài bản 8 lần đập đi xây lại công ty, và sau đó nợ đến 8 tỷ, tức là mất đi 8 tỷ và nợ 6 tháng lương nhân sự. Tiền mình kiếm được mình mất đi, xong mình còn được nợ thêm nữa, những người khác thêm nữa. Và tôi cảm rất thấu hiểu cái cảm giác đấy. Tôi nói với chị là tôi rất là đồng cảm với chị, rất là đồng cảm với chị. Chị nói chị cứ mắt chị như là vô hồn. Tôi rất là xúc động. Thế lúc đó tôi mới, tại vì mình gọi mọi người đến để nêu vấn đề, để mình đưa ra giải pháp, để hỗ trợ, để cố vấn. Thế lúc đó tôi mới nói với chị là như tôi nói với chị là bây giờ chị phải thoát ra khỏi cái này đi, phải thoát ra khỏi cái này đi. Nhưng chị bảo thoát ra khỏi cách nào thầy? Thế thì lúc đó tôi mới sử dụng một chút cái tư duy của mình trong 7 cái chiến lược huy động vốn. Tôi mới chia sẻ với chị là như này. Thế bây giờ chị, nguồn lực chị còn cái gì? Nguồn lực chị có là gì? Thế chị bảo em không còn gì nữa. Đến bây giờ em không còn gì nữa. Nhà máy thì cũng thế chấp vay tiền vân vân. Thế tôi bảo thế bây giờ cái nhà máy, cái công việc kinh doanh hiện tại của chị như thế nào? Thì chị bảo có, thì em vẫn tạo ra được. Cái nhà máy của em thì doanh thu cũng vẫn có, lợi nhuận thì cũng vẫn có. Mỗi tháng tôi bảo thế còn lợi nhuận là còn bao nhiêu, doanh thu bao nhiêu. Thì chị bảo nói chung ấy là em cũng chưa nhớ con số chính xác, nhưng mà mỗi tháng em cũng lại lời được khoảng, vẫn còn lời, cái nhà máy xưởng may của em nó vẫn còn lời được khoảng 300-400 triệu. Nhưng mà thầy ơi, vấn đề là gì? 300-400 triệu ấy là em trả lãi hết. Có những cái tháng không kịp trả lãi thì nó lại cộng vào, và bây giờ nó đang tăng lên mỗi ngày. Thế tôi bảo thế không được. Tốt rồi, chị có cái nhà máy cơ sở kinh doanh như thế là tốt rồi, chúc mừng chị. Như thế là chị vẫn có nhiều thứ đấy. Tôi bảo chị như thế này này, bây giờ chị phải giải quyết được cái cục nợ này đi. Chị phải đưa nó về không được. Chứ với cái lãi suất như này, không làm cách nào mà chị có thể kinh doanh mà lời mà để sau này chị trả được đâu.
với cái lãi suất mà cứ 2.000 xong lại 5.000 xong 10.000 triệu một ngày như này, ông chị cứ lấy chỗ này chị lại vay chị lại trả chỗ kia như này thì không làm kinh doanh cái gì cho nó lời ra để mà chị chi trả được cái khoản lãi nặng lãi như thế này, đúng không? Nên là nếu mà chị cứ để nó thì nó cứ treo đấy mãi và nó có thể đổ sập xuống đầu chị lúc bất kỳ lúc nào, nên là chị phải thoát ra khỏi cái cảnh này. Thế chị bảo thoát ra bằng cách nào? Thì tôi bảo là chị nguồn lực chị có là gì? Chị bảo nhà bản thân chị có cái gì nữa quy ra thành tiền được không? Chị bảo không có. Ok, thế tôi lại dùng cái chiến lược huy động vốn, tôi hỏi chị câu nữa là thế nguồn lực xung quanh chị có là gì? Chị bảo em cũng còn gì nữa. Tôi bảo chị rà soát kỹ lại đi xem chị còn gì không xung quanh. Thế bắt đầu chị bảo à có, em còn một cái nhà, nhưng mà cái nhà này không phải của em mà là của ba má em chia cho ba chị em. Thế tôi bảo cái nhà trị giá bao nhiêu tiền? Chị bảo à cái nhà đấy thì chắc em bán thì cũng được khoảng 8 tỷ. Tôi bảo thế thì tốt quá. Thế nhưng mà chị bảo nhưng mà không phải là của em mà của ba má em chia cho ba chị em. Thế tôi bảo hai cô của em của chị bây giờ đang ở đâu? Bảo ầm các bạn các em của em nó bây giờ định cư nước ngoài hết. Thế tôi bảo tốt quá rồi, đây là cái tài sản này của chị đây. Bây giờ cái giải pháp tôi bảo chị nhé, chị nói với hai cô em kia về cái khó khăn của chị. Chị hãy tâm sự nói với cô em của mình cái khó khăn. Và bây giờ chị một là chị bán cái suất của chị cho hai cô em kia, chị cũng được 8 tỷ chia 3 ra thì cũng mỗi người cũng được phải hơn 2 tỷ nữa, đúng không? Hơn 2 tỷ nữa thì chị đủ giải nợ rồi. Còn chị khi chị trả nợ xong nhé, chị vẫn còn cái số tiền đấy, nó sinh lãi ra thì một vài năm sau, một hai năm sau chị có khi lại thậm chí chị trả góp chị lại có một cái căn chung cư, hoặc ít nhất chị đã đi thuê một căn chung cư chị ở phố tư, đúng không? Căn nhỏ, nhà nhỏ hơn đâu có vấn đề gì đâu. Nhưng mà chị lại nhưng mà em ngại. Tôi bảo nếu không nữa thì chị bảo hai cô em kia chị tiết cái nhà của hồi môn của gia tiên tiền tổ của gia đình để lại thì chị dùng cái này chị vay ngân hàng đi, chị phải đưa về lãi suất ít nhất là lãi suất ngân hàng chị mới chịu được. Chị lại nhưng mà em xấu hổ lắm, em không dám nói với ai, em ngại lắm, em ngại lại mắc cái bệnh cái tôi to. Tôi thuyết phục một lúc không được, tôi bảo thế chị chịu cảnh này đến bao giờ? Tôi lấy giấy bút ra, tôi ghi cho chị ấy cái lãi suất kép nhé. Tôi tính cho chị là đây này, 2.2 tỷ này chị mà không trả được là 300 triệu tiền lãi này, 400 triệu tiền lãi này, nó cộng hộ gốc này, xong lại từ cái gốc này nó lại 5.000 một triệu một ngày, nó lại mỗi ngày nó sinh ra bao nhiêu lãi này, một tháng là bao nhiêu. Tôi tính ra là hơn năm sau nữa là chị lên hết cái nhà luôn. Rồi sẽ hai vài năm sau một chị cứ chịu đựng nhắm mắt qua rồi qua ngày rồi chị lại có khi mất cả 8 tỷ đấy luôn, cái nhà của chị luôn cũng không đủ trả. Chị tôi bảo chị phải đóng băng lại cái khoản nợ này, đưa cái chi phí này ít nhất về lãi suất ngân hàng, ít nhất là lãi suất ngân hàng, còn nếu về không được thì tốt. Chứ chị chịu mình đến bao giờ? Nhưng mà chị vẫn cứ nhưng mà tôi bực mình lên, tôi bảo chị đứng dậy, tôi kéo tay chị chạy vào cái chỗ toilet đấy, cái sảnh khách sạn, cái WC. Tôi bảo chị vào đây, tôi mới chốt cửa lại đây này. Tôi bảo cái tôi của chị này, tôi đưa cái mở cái nắp bồn cầu lên, tôi bảo đây này, cái tôi của chị này cho vào cái két nước, tôi mới giật nước để cái tôi của chị ném đấy, giật nước. Xong là tôi bảo thôi đi ra ngoài, tôi xem đồng hồ sắp hẹn đến người tiếp theo, đến giờ hẹn người tiếp theo. Tôi bảo chị hết giờ rồi, về nhá, hành động đi, bỏ cái tôi của mình đi, chị phải đối diện với nó, giải quyết vấn đề xong thôi, hết rồi, câu chuyện hết. Và sau đó thì tôi với chị chia tay nhau, và tôi cũng ngay sau đấy thì tôi cũng không biết là chị sẽ hành động thế nào, chị sẽ suy nghĩ thế nào và kết quả thế nào. Sau nhiều tháng, chắc phải đến khoảng 5-6 tháng sau, thì tại vì trước đó chị dạy học giải phóng lãnh đạo mà, sau đó thì chị mới đi học lớp chiến lược doanh nghiệp dẫn đầu, lớp tự động hóa doanh nghiệp. Thì chị đến gặp tôi thì lần này chị có rạng rỡ hơn. Chị ngồi cuối lớp và vẫn cái vẻ điềm tĩnh, ít nói. Và sau đó đến giờ giải lao của buổi sáng ngày thứ hai thì chị mới lên, chị gặp tôi. Thầy còn nhớ tôi chứ? Ở con, xin chào chị. Thế
bây giờ chị thế nào và vấn đề giải quyết được chưa? Chị bảo cảm ơn thầy, rất biết ơn thầy. Đúng là đôi khi mình ở trong vấn đề thì mình không biết cái vấn đề nó là gì, nên cái người ngoài nhìn vào thì mới nhìn ra vấn đề và sẽ giúp giải quyết vấn đề. Và khi rất cảm ơn thầy, về em đã làm theo và em đã giải quyết vấn đề rồi. Thế bảo chị làm theo như nào? Thì cái đêm hôm đấy thầy ạ, thầy sau cái buổi gặp thầy em về em chăn trở. Em chăn trở cả đêm, em không dám nói, với cứ suy nghĩ về những cái lời thầy nói. Và sau đó thì em mới quyết định nói tâm sự, nhắn tin cho hai cô em. Thì không ngờ là khi em tâm sự với hai cô em xong thì bảo hai cô em nhắn tin lại, ok, rất thương chị, và nhà ba má trai chị thì bọn em đã có cuộc sống ổn định rồi, chị làm gì thì làm. Thế là cuối cùng sau này em vay ngân hàng, và sau đó thì em trả lại, và em đã thoát được ra cái cục nợ đấy. Thì tất nhiên bây giờ coi như em lại phải đặt mục tiêu mua nhà lại từ đầu, em làm lại từ đầu, nhưng mà không sao. Thì em tĩnh tâm hơn, em thoát ra được khó. Thì sau vài tháng thì công việc kinh doanh hoạt động ổn định trở lại, và bây giờ em đang muốn là làm doanh nghiệp một cái bài bản hơn nữa, đúng không? Để nó ra được cái hệ thống báo cáo chuẩn rồi các cái quy trình đội ngũ hoạt động tốt hơn nữa, và em đi học kinh doanh, và trong thời gian tới em sẽ tập trung nâng cấp phát triển bản thân. Và tôi rất là mừng, bản thân lúc đấy tôi rất là xúc động, đúng là mình hiểu được cái một cái câu nói là mình hạnh phúc, cái hạnh phúc khi mình giúp được những người khác, làm cho được những người khác hạnh phúc. Tức là cái người thành công của một người lãnh đạo đó là giúp cho những người khác thành công. Cái điều đó nó rất là hạnh phúc khi mình giúp đỡ được những người khác. Và lúc đó tôi thật sự là nó giống như kiểu có một cái tâm Phật, chất Phật trong người mình, nó nở nở hoa, mình cảm thấy mình giải quyết vấn đề. Nhưng thực ra ấy, sau đó thì tôi ngồi tôi nghĩ, cái buổi tối cái ngày hôm đấy tôi ngồi tôi nghĩ, thì thực ra cái vấn đề đấy thì có cái gì đâu nhỉ, nó rất là đơn giản. Chỉ là mấy cái bước đơn giản như bỏ cái tôi xuống để phải đối diện với những cái nó rồi, đúng không? Thứ hai là phải đóng băng được cái khoản nợ hoặc đưa về lãi suất ngân hàng, hay là đúng không? Đấy là ví dụ như cái việc đấy thì chẳng có gì cả. Nhưng mà lúc đó tôi mới ngồi tôi nghĩ, tôi bảo hình như là đúng là những cái lúc mà chúng ta gặp vấn đề, nhiều lúc là mình không nhìn thấy nó, kiểu mình bị rơi vào cái vòng luẩn quẩn luẩn quẩn luẩn quẩn. Những người khác, đối với những người khác nhìn vào ngoài vào khách quan vào thì thấy là cái vấn đề nó chẳng có gì cả, nhưng mình thấy là giống như kiểu trời sập xuống như và chị đã giải quyết được, bỏ được cái cục đá, những cái tảng đá nó đang chờ sẵn ở trên đầu, có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào, bỏ đi được sau 2 năm vất vả. Và chúc mừng chị đấy. Tôi kể câu chuyện này, tôi tin là nếu bạn gặp khó khăn gì, bạn sẽ đồng cảm với chị ấy, và tôi tin là các bạn với một cái niềm tin, với một cái sự lạc quan và luôn luôn tìm kiên trì để tìm cái giải pháp, và chúng ta nói ra những cái khó khăn đấy, thì tôi tin là biết đâu có quý nhân đến phù trợ giúp đỡ các bạn. Cảm ơn các bạn đã nghe câu chuyện tôi kể, cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Nếu nhà mình thấy hay thì nhớ nhà mình hãy đăng ký kênh nhé. Nếu bạn thấy ai đang gặp cái câu chuyện tương tự thì bạn có thể gửi cái câu chuyện này cho họ. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn ở một cái chương trình nào đó của PDC. Chúc các bạn qua cái Covid này các bạn vượt được qua và gọi là trở lại và lợi hại hơn xưa. Chúc các bạn có một cái hướng đi, một cái lối thoát. 2-3 năm tới các bạn sẽ lên tầm cao mới. Hẹn gặp lại nhà mình trong video lần sau. Nếu mà nhà mình thấy video, những cái video này hữu ích thì nhớ đăng ký kênh này để chúng ta có nhiều cái video hay hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.